Lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu soi khắp thế giới chư Phật ở mười hướng. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy, các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: "Chúng con muốn đến thế giới kham nhẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại Bồ Tát, và nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận." Khi ấy, các Đức Phật ở cõi đó đều bảo: "Này đã đúng lúc, các ông cứ đi." Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lại chân Phật đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọc báu, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật, đôi đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số các cõi Phật ở hướng Bắc, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát, thấy hảo quang này rồi đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch: "Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?" Khi ấy, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: "Thiện nam tử, ở hướng nam của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn, hiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì chúng đại Bồ Tát thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn." Đại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong mười hướng. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy, các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: "Chúng con muốn đến thế giới kham nhẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại Bồ Tát, và nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận." Khi ấy, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo: "Này đã đúng lúc, các ông cứ đi." Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở cõi Phật đó đều lại chân Phật đi nhớ bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọng báu, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số cõi Phật ở hướng Đông Bắc, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát, thấy hào quang này rồi đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch: "Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này?" Khi ấy, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: "Thiện nam tử, ở hướng tây nam của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn, hiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì các chúng đại Bồ Tát thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn." Lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới, các cõi Phật trong mười phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy, các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: "Chúng con muốn đến thế giới kham nhẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại Bồ Tát, và nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận." Khi ấy, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo: "Này đã đúng lúc, các ông cứ đi." Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lại chân Phật đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọng báu, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số các cõi Phật ở hướng Đông Nam, tại mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát, thấy hào quang này rồi đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch:
Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này? Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo các đại Bồ Tát, thiện nam tử ở hướng tây bắc của cõi này có cõi Phật tên là Cam Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì các chúng đại Bồ Tát thuyết đại bát nhã ba la mật đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn, lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong mười phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các chúng đại Bồ Tát và nghe bát nhã ba la mật đa, cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận. Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Này đã đúng lúc, các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở cõi Phật đó đều lại chân Phật, đi nhỗ bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọng báu, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ đức Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật, vui đứng một bên. Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở hướng Tây Nam, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật, đảnh lễ cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này? Lúc ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: Thiện nam tử, ở hướng đông bắc của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì chúng đại Bồ Tát thuyết đại bát nhã ba la mật đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn, đại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong mười phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy, các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các chúng đại Bồ Tát và nghe bát nhã ba la mật đa, cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận. Khi đó, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Này đã đúng lúc, các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lại chân Phật, đi nhỗ bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọng báu, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ đức Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật, vui đứng một bên. Lúc bấy giờ, tại vô số các cõi Phật ở hướng tây bắc, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật, đảnh lễ cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này? Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: Thiện nam tử, ở hướng đông nam của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì chúng đại Bồ Tát thuyết đại bát nhã ba la mật đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn, đại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong mười phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy, các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các chúng đại Bồ Tát và nghe bát nhã ba la mật đa, cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận. Khi ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Này đã đúng lúc, các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó,
đều lại chân Phật đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọng báu hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số các cõi Phật ở phương dưới, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát thấy hào quang này rồi đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này? Khi ấy các đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: Thiện nam tử, ở phương trên của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì chúng đại Bồ Tát thuyết đại bát nhã ba la mật đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn, lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong mười phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn, chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại Bồ Tát và nghe bát nhã ba la mật đa, cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận. Khi ấy các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Này đã đúng lúc, các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lại chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọng báu, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số các cõi Phật ở hướng trên, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát thấy hào quang này rồi đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này? Khi ấy các đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: Thiện nam tử, ở phương dưới của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì chúng đại Bồ Tát thuyết bát nhã ba la mật đa, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn, lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số các cõi Phật trong mười phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn, chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng đại Bồ Tát và nghe bát nhã ba la mật đa, cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận. Khi ấy các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Này đã đúng lúc, các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lại chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọng báu, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ chúng trời trong cõi tứ đại vương cho đến trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh, đều cầm vô lượng các loại hương tràng hoa, đó là hương xoa, hương bột, hương đốt, hương cây, hương lá, các thứ hương trộn lẫn, vòng hoa duyệt ý, vòng hoa xanh loại, vòng hoa long tuyền và vô lượng các loại vòng hoa xen lẫn, và cầm vô lượng các thứ hoa trời như hoa ốt bát la, hoa bát đặc ma, hoa câu mỗ đà, hoa bôn trả lợi, hoa vi diệu âm, hoa đại vi diệu âm và vô lượng các thứ hoa trời khác, đến chỗ Đức Phật này cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ các chúng đại Bồ Tát ở trong mười phương và vô lượng các trời khác trong cõi dục cõi sắc đến hiến cúng các loại tràng phan lọng báu ngọc quý nhạc hay và các thứ hương hoa, do thần lực của Phật các thứ ấy vọt lên không trung kết thành đài lọc che khắp cõi Phật ở thế giới ba lần ngàn.
bốn góc của đỉnh đài đều có chàng phan bóng, đài lọng chàng phan bóng, đều có ngọc anh lạc rủ xuống, phan đẹp, lụa tốt, ngọc báu, hoa lạ, đủ các loại trang nghiêm, thật dễ ưa thích. Khi ấy, trong hội này có vô số trăm ngàn ức hữu tình đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện thành Phật ở tương lai, tướng hảo oai đức như Phật hôm nay, quốc độ trang nghiêm chúng hội thanh văn Bồ Tát, trời người được chuyển pháp luân như Phật hôm nay. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm nguyện của họ đối với các pháp đã ngộ vô sanh nhẫn, liễu đà tất cả là bất sanh bất diệt, vô tác vô vi, liền mỉm cười, từ diện môn lại phóng ra các loại hào quang nhiều màu. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà ngài mỉm cười như thế? Phật bảo A Nan, vô số trăm ngàn ức chúng vừa từ chỗ ngồi đứng dậy đó, đối với các pháp đang ngộ vô sanh nhẫn, ở trong đời vị lai trải qua 68 vô số đại kiếp, tu hạnh Bồ Tát ở trong kiếp hoa tích sẽ được làm Phật, đều đồng một hiệu là giác phần hoa Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, Bạt Gia Phạm. Hết quyển thứ 10.